Hello các bác và anh em nhé. Doãn Hưng đang test nhạc cho cái dòng loa Full Bass 25, hàng bãi xịn, giá siêu rẻ các bác nhé. Loa này giá của nó chỉ có trên 3 triệu thôi, còn rẻ hơn cả những cái dòng loa lầm loại hàng cỏ các bạn. Em say men tình. Đêm nay ta uống chất âm của nó rất là ngọt các bạn nha. Quên đi chuyện tình mà ta trông trao nhau. Dòng loa Full 25 nhưng mà khá là đều dài, đặc biệt là dài chép của nó leng keng tí tách, dài chung của nó cũng rất là trong và sáng. Còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoa. Ở đây thì Doãn Hưng đang test một cặp đấy. Nghe trong lòng sao vẫn thấy nào nào. Mong xua đi. Đây em đang gài vào quả này với một quả bên kia các bác nhé. Đấy. Các bác nghe này tưởng em ghép nhiều loa chết. Cái dòng này thì nó này cọc cài kiểu này. Loa mẫu thùng cân các bác nha, thùng cân rất chất lượng. Đây dây. Doãn Hưng đang ghép vào với con đẩy hai kênh cùng với vang số X12 với bộ mic ở trên. Bên kia là dây. Loa siêu rẻ nhưng mà chất âm thì quá tuyệt vời. Em ơi, quan vắng đêm nay, tay nâng ly rượu. Các bác có thể nghe tiếng nghe nó bổng rất gọi đúng không ạ? Anh em nghe qua điện thoại thì nó cũng phần nào thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta vẫn nghe thấy được các cái giải của nó ra rất tốt. Ta uống cho say, quên đi chuyện tình mà ta trông trao nhau. Với cái dòng loa trên 3 triệu này thì không có một cái dòng mẫu loa lầm nào có thể lại được với chất âm của nó các bác nhé. Kể cả là BMB, kể cả BMB như 450C, 880C, Doãn Hưng trước cũng bán rất nhiều. Nó chỉ gọi là được tí giải bát thôi, còn giải lời của nó thì rất là tối, nó không thể sáng như những cái dòng loa này được. Mà hát karaoke thì không bao giờ đạt như là những cái dòng này cũng nhỉ. Các bạn có thể là tham khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ loại trừ những cái dòng loa lầm ra các bác. Đấy, bằng tiền với những cặp loa lầm, thậm chí còn rẻ hơn, các bác nên tìm hiểu những cái cặp loa full chất lượng như này. Dòng này mẫu của nó cũng rất đẹp các bác ạ. Anh em vừa nghe chất âm của nó quá ngọt đúng không ạ? Sáng bổng lên rồi. Tiếng mic của nó thì cũng rất là mượt. Tiếng mic tối hôm qua live stream Doãn Hưng cũng đã test khá là kỹ và rất là ngọt các bác nha. Lần 6, 7, 8, 9, 10 rất đều dài, tiếng nó chắc gọn bay sáng, không có độ chói chóe nên là xé tiếng các bác nha. 1, 2, 6, 3, 2, 5 tiếng nó rất gọn, nó chắc tiếng. Doãn Hưng đánh giá cao cả phần trung âm và phần chép tơi sáng. Karaoke chúng ta rất cần những cái dòng loa mà nó có giải tiếng mic tốt các bạn. 1, 1, 1, 2, 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 2. Và kể cả chúng ta có quát to đấy, chúng ta có hô mạnh vào đây thì nó cũng tiếng của nó rất là gọn, nó không bị rền, không bị áo. 1, 1, 1, 1, 2, 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 2
nhé. Hát hò thì các bác có thể vào trong cái video livestream hôm qua, hoặc là các bác cứ vào
Zalo để Doãn Hưng sẽ chia sẻ. Về phần chất âm thì không có điểm chê rồi các bác nghe. Loa thì siêu rẻ, loa nó chỉ có giá 3,6 triệu, nhưng mà với cái tầm giá thì không có cái đối thủ. Con này chất âm của nó Doãn Hưng còn thấy được là nó chắc, nó đanh, nó sáng hơn cả cái dòng loa mời xây sâu hôm trước Doãn Hưng bán, giá nó đắt hơn một chút đấy. Lô này thì các bác thấy được là mẫu của nó này được thùng cân này. Như với các bác ở đây nó là thùng gỗ ván ép nha. Đấy, thùng cân, thùng gỗ ván ép, cực kỳ chất lượng. Này nó không thiếu gì các cái hệ thống ốc để chúng ta treo giá này, treo ti này. Bình thường chúng ta mua những cặp loa đắt tiền hơn nó không có cái lỗ treo ti như thế này. Đấy các bác nhá, tí trước tí sau này. Rồi đây là cái chỗ giá này, kể cả bên hông hai hồi có hết các bác nhá. Đây là chỗ này là chỗ để chúng ta treo ngang này. Đây là giá treo ngang này. Mẫu loa này nhìn cũng rất là gọn, đẹp các bác ạ. Đấy, sơn sần các bác nhá. Sơn sần này, rồi căng thì có mút chắn bụi đằng sau này, tem mác là chính hãng của nó này, đây là tem chuẩn các bác nhá. Đấy. Căng của nó cũng chất lượng. Đấy, các bác có thể nhìn cái căng của nó. Trong cái mút chắn bụi nó khá là dày và nó chắc. Nó xịn sò như thế này thì chúng ta chỉ bắt gặp ở những cái dòng loa hàng hãng, hàng bãi xịn. Còn ba cái loại hàng mới, hàng fake thì không bao giờ nó làm nó chuẩn chỉnh và có độ nét như vậy. Và nó chắc chắn, nó dày dặn. Đấy, những cái loại loa nhái thì cái căng này này chỉ để một thời gian là nó tự rỉ sét. Đấy, và nó rất là mỏng, ấn vào là nó có thể nó bùng nhùng, nó ọp các bác nhé. Cái này nó cứng đét, chúng ta nhìn nó rất là cứng đúng không ạ, chắc chắn. Mẫu thùng thì không có điểm chê rồi. Đấy, và tại sao loa này thì chất âm của nó lại tuyệt vời đến như vậy thì chúng ta lại phải đi phân tích ở phần nội thất. Đấy, cái nội thất của cái bát các bác nhìn nó quá là nét đúng không ạ. Doãn Hưng đã so sánh nó giống y chang cái dòng bát của VPK, thương hiệu USA. VPK này nó cũng là một trong những thương hiệu hàng đầu của những cái dòng loa full này. Đây, các bác thấy được này, nhìn nó quá sắc nét đúng không ạ. Từ cái kẹp từ của nó bóng muốt này, đường keo chỉ đi rất là gọn, chắc chắn, chuyên nghiệp. Xương nhôm đúc, đấy nhá, xương nhôm đúc. Đấy, bình thường này, các bác thấy được là những cái dòng loa rẻ tiền thì là hay ở những cái dòng xương là xương sắt, nhưng mà loa này thì cũng đều là cái dòng xương nhôm đúc rất chất lượng. Từ cái màng của nó anh em nhìn này, màng nó rất xịn sò, sờ vào cái màng thì nó cũng khá là mỏng đấy, nhưng mà nó lại chất lượng. Keo cổ côn rất gọn đấy, rất gọn, đẹp, chất lượng đấy. Cái giải nhện của nó thì còn rất là cứng thôi nha, không bị trùng, không bị nhão đấy. Hàng bãi các bác thấy được, người ta dùng một số năm rồi nhưng mà nhìn cái cổ bát nó đẹp như mới, đúng như mới luôn. Gân hai sóng này, gân lụa tẩm dầu. Cái màng đằng trước của nó cũng theo kiểu như dạng chống nồm ẩm tốt này. Tức là chúng ta nhìn cái bát của nó độ nét quá cao đúng không ạ. Chính vì thế mà nó cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Đây, còn củ chép này thì các bác nhìn này, nó không quá hoành tráng đúng không? Cái dòng mẫu chép này thì nó rất là gọn. Nhưng mà anh em có thấy là một số các cái mẫu loa JBL rất đắt tiền các bác nhá, nó đều sử dụng củ chép như này. Kẹp từ của nó là dạng ánh bảy màu. Đấy, nó chất lượng ở đây này các bác này. Đấy, quan trọng là ở cái từ tính như này. Đấy, anh em nhìn từ cái phễu của nó này, họ thiết kế theo kiểu là đắp sợi carbon các bác nhá. Anh em xem bát chép thì quá chất rồi đúng không ạ? Đấy, phân tần ở đây là phân tần dối các bác nhá. Các bác thấy phân tần dối thì nó không có nhiều ở các cái dòng loa khác. Phân tần dối là họ thiết kế thủ công anh em ạ. Đây hàn thủ công, nó sẽ rất là chắc chắn. Cái này họ gắn ở trên một cái biển gỗ. Nó có hai chở này, hai cuộn cảm và hai tụ. Dây của nó rất là khủng anh em. To và mềm, chất lượng. Chúng ta nhìn hàng bãi nó khác hoàn toàn với cái hàng ếch nhái trên thị trường. Các bạn xem thì những cái ốc kè của nó không có cái ốc nào để lại vết hàn nào. Đấy, thùng gỗ ván ép này anh em. Con này nó giật cấp. Đấy, nó giật cấp cả bên chép bát.
Đấy, ốc lỗ chôn gen rất đầy đủ cho anh em. Đấy, chúng ta sờ gõ vào cái thùng này cảm giác nó rất là chắc, đanh các bạn. Đấy. Cái lỗ cắm cọc của nó có đầy đủ nhá. Đầu trên đầu dưới đều có lỗ bắt ti. Mẫu loa này thì cũng không có điểm chê các bạn, từ ngoài vào trong. Đấy. Mọi thứ chuẩn chỉnh. Ở đây thì Doãn Hưng bao cho các bác tất cả đều zin xịn như thế này nhé. Các bác về tháo là kiểm tra, nếu không zin xịn bên em sẽ tặng loa các bác đền 10 lần tiền. Và quả nào cũng sẽ bao zin bao đẹp, không có quả nào xấu. Ở đây là bên em cũng đã kiểm tra kỹ sơn si sau rồi test âm rồi bọc qua tiêu bóng lại như thế này để nó tránh tình trạng nó bị xước sơn các bạn. Đến với các bác thì nó sẽ đẹp như mới và gần như chúng ta sẽ không ai nghĩ nó là hàng bãi đấy. Như thế này lúc này chúng ta sẽ nghĩ nó là loa mới rồi. Các bác chơi hàng bãi thì lúc nào cũng có được rất nhiều các ưu điểm đó. Bền, chất lượng, chất âm hay và giá thành hợp lý các nhá. Chơi âm thanh chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Anh em có thể mua thêm cặp này về để gắp vào với bộ dàn đang có loa nằm cho lời nó sáng bay, nó sẽ hay lên gấp đôi chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là các bác có thể loại trừ những cái cặp loa nằm nó quá xuống cấp rồi thì chúng ta mua những cặp này về để thay thế vào. Đấy, giá nó rất là hợp lý. Nhiều khi không phải là thích mà tuyển được những cái lô loa full mà nó chất lượng mà giá nó được như này đấy các bác. Và Doãn Hưng xin báo lại giá về cái dòng loa này là chỉ có 3.600.000 các bác nhé. Chưa bao giờ có một cái mẫu loa full 25 nào mà có cái giá tốt như thế này. Chỉ ngang với một cặp loa lầm loại cỏ thôi. Đấy, các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ cho Doãn Hưng nhé. Số lượng là tạm thời em đang có hơn chục cặp nhưng mà hôm nay cũng lên đường cho một số bác rồi. Đấy, chứ em chỉ còn lại một ít nữa thôi. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại này. Đấy, địa chỉ của Doãn Hưng là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Các bác ở gần thì cũng có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình những mặt hàng ưng ý chất lượng nhất. Đấy, các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Đấy, các bác chấm tặng Doãn Hưng xin nút like nhé. Rất cảm ơn các bác anh em đã theo dõi kênh của Doãn Hưng ạ.